Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tại huyện biên giới Mường Nhé đang diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt đến nay đã ghi nhận 2 ca bệnh là học sinh tiểu học tại xã Mường Tong và xã Trung Trải. Trước tình hình đó, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, đặc biệt là vùng có dịch đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan trong môi trường học đường, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và các thầy cô giáo. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mường Tong số 1 huyện Mường Nhé hiện có 43 lớp với hơn 1.000 học sinh tại một điểm trung tâm và 12 điểm trường lẻ tại các bản. Ngay sau khi phát hiện một học sinh tại điểm trường Nậm Xả có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và qua truy vết có hơn 30 học sinh và 3 thầy giáo là F1 liên quan đến các ca bệnh ở bản Nậm Xả, xã Mường Tong. Nhà trường đã tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các phương án khống chế không để dịch lây lan trong cộng đồng, nhất là trong trường học. Từ ngày 13 tháng 11, nhà trường đã cho tất cả các em học sinh ở các điểm bản tạm nghỉ học để phòng dịch. Tại điểm trường trung tâm có hơn 188 học sinh bán trú được hưởng chế độ của nhà nước. Ngay sau ngày 13 tháng 11, khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trên địa bàn xã, nhà trường đã tổ chức cho học sinh ăn ở, học tập tại trường cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Quán triệt tất cả các cán bộ, giáo viên và học sinh tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của địa phương, của phòng giáo dục. Đối với đơn vị nhà trường đã thực hiện cho học sinh là khuyến cáo từ cán bộ công nhân viên đến giáo viên là thực hiện tốt cái quy định 5K tại đơn vị trường. Thứ hai nữa là sau mỗi một buổi thì nhà trường đã tiến hành là phun khử khuẩn trường lớp học để đảm bảo vệ sinh. Cái thứ ba là đối với học sinh thì phân chia lớp thành các cái lớp nhỏ để đảm bảo là cho học sinh ở khi có trong quá trình học tập ở trên lớp và đảm bảo các em thực hiện đúng cái khoảng cách. Nhà trường cũng đã bổ sung đầy đủ các cái vật tư cũng như là các cái thiết bị y tế cần thiết để cho cái công tác phòng chống dịch. Về công việc giảng dạy thì nhà trường vẫn tiến hành tổ chức cho học sinh bán trú hàng ngày lên lớp để ôn tập. Thì bên cạnh cái việc ôn tập kiến thức cho học sinh thì nhà trường cũng phải đảm bảo cái công tác đời sống cho học sinh bán trú, đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng cho các cháu, đồng thời là kết hợp bên cạnh đấy thì cũng là vệ sinh phòng học, phòng ở, rồi nhà ăn, nhà bếp. Còn tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Mường Tong, hiện đang quản lý gần 450 học sinh bán trú, trong đó một học sinh thuộc F1 đã được cách ly tập trung và 26 học sinh ở bản Nậm Xả đều là F2. Để đảm bảo công tác phòng dịch cũng như ổn định tâm lý cho học sinh, không làm hoang mang gây ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường đã chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, giảng dạy, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong đơn vị. Từ khi phát hiện ra dịch thì nhà trường đã tiến hành triển khai là dồn tất cả các em 28 học sinh bản Nậm Xả này về một khu cách ly riêng. Thì lúc đấy thì thực tế ra là cũng chưa phát hiện xác định là F mấy cả, nhưng là để làm công tác tư tưởng tâm lý cho học sinh toàn trường thì nhà trường đã làm các biện pháp đấy. Thì các em được sinh hoạt, ăn uống và tắm rửa được một khu biệt lập và có hai thầy cô giáo là liên tục là túc trực để chăm sóc cũng như là làm công tác tư vấn cho các em. Và các em được nhà trường quan tâm đến ví dụ các sinh hoạt hàng ngày cũng như những cái thiếu thốn về cái sinh hoạt cơ bản như là dầu gội đầu, xà phòng, giặt, rồi là nước sát khuẩn, rồi là quần áo, rồi giày dép, những cái gì các em thiếu. Mà trong điều kiện bố mẹ đang đi cách ly tập trung hoặc là bố mẹ không được đi ra khỏi bản thì các em đến giờ phút này thì tất cả các em đều có tâm lý thoải mái. Còn đối với lại cái công tác tổ chức cho học sinh bản Nậm Xả thì đó là ngoài nhà trường ra thì phòng giáo dục, rồi ban chỉ đạo phòng chống của xã, ban phòng chống của huyện cũng đã xuống kiểm tra và đã đôn đốc và cũng đưa ra những ý kiến để chỉ đạo nhà trường sao để đảm bảo cách nhất đối với học sinh Nậm Xả. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trần Văn Thọ, mặc dù xã Mường Nhé chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên trong tuần vừa qua, do tâm lý e ngại trước tình hình dịch bệnh phức tạp ở địa phương, nhiều phụ huynh đã tự ý cho con em nghỉ học để tránh dịch, nhất là độ tuổi lớp 1, 2, 3. Trong khi đó, đây là thời gian sắp kiểm tra hết học kỳ 1. Nếu nghỉ thời gian dài, học sinh sẽ không theo kịp kiến thức, đặc biệt là không có bài kiểm tra học kỳ. Để đảm bảo chương trình kiến thức cho học sinh, ngoài công tác tuyên truyền,
vận động phụ huynh cho học sinh trong vùng không có dịch đến lớp. Nhà trường cũng chỉ đạo đội ngũ giáo viên linh hoạt trong hình thức giảng dạy, thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh, giúp các em học sinh nghỉ học ở nhà vẫn theo kịp chương trình năm học. Còn về cái việc mà thực hiện chương trình ý, thì do là kế hoạch của phòng giáo dục cũng như nhà trường vẫn tổ chức dạy học bình thường, cho nên là chúng tôi vẫn lên lớp bình thường đảm bảo cái theo kế hoạch phân phối chương trình. Tuy nhiên do cái số lượng học sinh nghỉ nhiều như vậy, tôi cũng đã kết hợp với hội cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh để giao những cái bài tập mà các em không đến lớp để cho các em ở nhà làm bài. Và đối với những cái bài ở trên lớp mà tôi dạy ở trên lớp đối với học sinh đi học thì những cái bài đó tôi đã chụp và gửi lên nhóm Zalo lớp và yêu cầu phụ huynh là cho con mình học ở nhà và hướng dẫn con học. Sau khi con học xong thì phụ huynh kiểm tra bài tập của con mình và chụp lại gửi cho cô giáo. Đấy là cái việc phối hợp giữa tôi và hội phụ huynh và cha mẹ học sinh để đảm bảo cái kiến thức cho những học sinh nghỉ học. Thực hiện các công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 về tăng cường công tác kiểm giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã đôn đốc các đơn vị trường học tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện tốt quy định 5K trong thời gian ở trường và khi sinh hoạt tại gia đình. Trong thời điểm này, cán bộ, giáo viên hạn chế không ra khỏi địa bàn khi không có việc cần thiết. Các nhà trường phối hợp với trạm y tế xã tiến hành test nhanh cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để kịp thời sàng lọc phát hiện dịch bệnh. Tăng cường quản lý học sinh, đặc biệt đối với các xã vùng có dịch, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đào tạo đã hội ý với các đơn vị trường, xin ý kiến của Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban dân huyện điều chỉnh một số nội dung, trong đó có việc điều chỉnh cách thức tổ chức quản lý học sinh ở trong trường học, đặc biệt là số học sinh bán trú và ở lại trong trường nội trú. Thì hiện nay toàn bộ số học sinh này trong toàn huyện, thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã cùng với các nhà trường tổ chức tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh và bố trí sắp xếp nơi ăn chỗ nghỉ để cho học sinh này ở lại, kể cả những ngày thứ bảy và chủ nhật, những ngày cuối tuần ở trong tuần ở lại sinh hoạt học tập, và bố trí cán bộ quản lý giáo viên công nhân viên chức là tổ chức trực 24/24 giờ trên ngày. Với sự vào cuộc phối hợp tích cực của các đơn vị trường học đã góp phần cùng với chính quyền địa phương kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Hai trường hợp bệnh nhân là học sinh đều được phát hiện sớm, truy vết nhanh, cách ly kịp thời các trường hợp F1, chủ động kiểm soát không để dịch bệnh lây lan trong các nhà trường và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trong những ngày gần đây, một số xã trên địa bàn huyện xuất hiện các trường hợp F0 ngoài cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Sơn Thượng, huyện Mường Nhé đã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn, thành lập các tổ chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn xã, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Xã Sơn Thượng, huyện Mường Nhé là xã biên giới có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có nhiều đường mòn, lối mở, nên tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, xã Sơn Thượng đã thành lập các tổ chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn xã, chỉ đạo lực lượng dân quân tích cực phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng tuần tra kiểm soát biên giới, thường xuyên đến các bản để tuyên truyền các chính sách pháp luật cho bà con nhân dân làm theo. Trong đó, tập trung thông tin cho bà con nhân dân về tình hình dịch COVID-19, đẩy mạnh việc tuyên truyền cho bà con biên giới về diễn biến dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng chống cho bản thân và cộng đồng. Đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua đường biên, lối mở. Các phòng chống dịch của cấp ủy chính quyền xã Sơn Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Sau khi trên địa bàn huyện, xã xảy ra cái bệnh nhân mà có dịch bệnh, thì chúng tôi đã triển khai rất nhiều cái biện pháp. Trước tiên là Đảng ủy đã thống nhất thực hiện cái chỉ đạo nghiêm các cái quy định của Ban chỉ đạo huyện là đối với công tác phòng chống dịch và thực hiện đúng quy định của nhà nước về công tác phòng chống dịch. Đảng ủy đã thành lập cái ban chỉ đạo, ban chỉ huy và xây dựng cái phương án khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đến giờ phút này thì đối với địa bàn xã Sơn Thượng lại chưa xảy ra cái dịch bệnh, nhưng mà chúng tôi cũng xác định rằng cái này nó tiềm ẩn rất là lớn trong vấn đề là dân đi lại rồi mọi cái hoạt động đi lại của địa bàn.
chúng tôi cũng xác định rất là rõ. Chính vì vậy cái công tác phối hợp giữa các lực lượng, một là đồn phòng Sơn Thượng, hai là các cái cơ quan đứng chân trên địa bàn và phối hợp với các cái lực lượng công an để kiểm soát tốt địa bàn, không để phương tiện, người ra vào địa bàn mà chúng ta không kiểm soát được. Đấy, trong những thời gian vừa qua thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái tổ giám sát cộng đồng. Bản Ba Ma nằm cách trung tâm xã Sơn Thượng 20 km. Cả bản có 20 hộ dân với 85 nhân khẩu, đều là đồng bào Hà Nhì sinh sống. Đường xá đi lại khó khăn, bản không có điện lưới quốc gia. Sóng di động chưa phủ sóng đến nơi, khiến cho đời sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, thì công tác tuyên truyền tới người dân luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm hàng đầu. Các ban đoàn thể của xã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tới người dân trong bản qua loa di động phát bằng 24 tiếng Kinh và Hà Nhì đều đặn phát vào mỗi buổi sáng, chiều với thời lượng từ 15 đến 20 phút trên buổi. Nên bà con nắm được tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, huyện, từ đó ý thức phòng chống dịch được nâng lên, bà con nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, các khuyến cáo của Bộ Y tế. Người dân trong bản luôn phiên nhau chốt tại tổ chốt phòng dịch COVID-19 được lập tại đầu bản. Khi thấy bất kỳ người lạ nào vào địa bàn đều được ghi lại lịch trình, thông tin cá nhân và báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý. Tôi cũng mong muốn là để làm thế nào vận động bà con chặn được để cùng phối hợp với bà con thống nhất và hoàn thành tốt chống dịch. Đảng và nhà nước đã ngăn chặn thì bản thân tôi cũng hết sức vận động bà con cùng nhau canh gác ngày và lẫn đêm. Chúng tôi sẽ phối kết hợp với bà con là 24/24 thì chúng tôi là điện đốn thì không thuận lợi, cho nên từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối thì mỗi một ca trực thì mong muốn rằng thì để bà con chúng tôi được sống khỏe để đảm bảo sức khỏe. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, xã Sơn Thượng cũng đã thành lập 7 tổ COVID cộng đồng để rà soát và truy vết các trường hợp đi từ ngoài tỉnh vào địa bàn xã. Tính riêng từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng của xã đã truy vết 7 trường hợp phải theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà. Đã tổ chức tuyên truyền 20 buổi qua hệ thống loa truyền thanh của xã, vận động được trên 710 người tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, đạt 96,8%. Qua công tác tuyên truyền, những người dân đi lao động tại các địa phương khác trở về đã tự giác thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định. Khi mà được các cán bộ tuyên truyền dịch COVID-19, bọn em cũng không đi ra ngoài, xong kiểu ấy thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, xong người ngoài vào không được ấy, bọn em về từ xa về thì bọn em phải khai báo y tế, bọn em phải xác nhận y tế là từng vùng dịch về hay là từ đâu về, khai báo với chính quyền địa phương để người ta có biện pháp xử lý. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thượng tiếp tục phối hợp với đồn biên phòng Sơn Thượng quản lý, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế đi đến những nơi tập trung đông người. Bên cạnh sự nỗ lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra của ngành chức năng, mỗi người dân nên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.